Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Hỏi Đáp Kiếm Like số thứ 2. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại các bạn trong số thứ 2 của chuyên mục Hỏi Đáp với Kiếm Like, nên mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và giải đáp những thắc mắc thú vị liên quan đến thế giới đầy mê hoặc của tiểu thuyết tiên hiệp này. Trong số trước, chúng ta đã cùng nhau thảo luận về các nhân vật chính và những sự kiện quan trọng đã diễn ra. Ở số này, chúng tớ sẽ tiếp tục đào sâu vào các khía cạnh quan trọng khác của câu chuyện, từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến các yếu tố chủ đạo định hình toàn bộ cốt truyện. Đừng bỏ lỡ cơ hội để gửi câu hỏi và ý kiến của các bạn cho chúng tớ. Chúng tớ rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các bạn để có thể cùng nhau thảo luận và làm rõ những vấn đề thú vị trong Kiếm Like. Hãy sẵn sàng cho một câu chuyện phiêu lưu đầy khám phá và bất ngờ trong số hỏi đáp này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tớ. Câu hỏi đầu tiên, Lưu Tiện Dương sở hữu hai báu vật giao truyền nghịch thiên là gì? Ở trong tiểu thuyết Kiếm Lai, hai báu vật giao truyền của Lưu Tiện Dương thực sự vô cùng đặc biệt, đến mức khiến cho nhiều cường giả phải chú ý và thèm muốn. Lưu Tiện Dương sinh ra tại Ly Châu Động Thiên, dù gia tộc của anh ta đã suy tàn, thế nhưng vẫn để lại hai báu vật quý giá chính là Hầu Tử Giáp và Kiếm Kinh. Trước tiên nói về Hầu Tử Giáp, dù vẻ ngoài xấu xí và thô kệch, thế nhưng nó lại có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm của Ly Châu Động Thiên, bộ giáp này đã bảo vệ Lưu Tiện Dương trước nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, cũng chính sự quý giá của Hầu Tử Giáp đã mang lại nhiều rắc rối cho anh. Khi mà Ly Châu Động Thiên mở cửa lần cuối, phu nhân của họ Hứa Thị ở thành Thanh Phong đã đe dọa tính mạng của Trần Bình An, để ép Lưu Tiện Dương bán Hầu Tử Giáp. Để bảo vệ Trần Bình An, Lưu Tiện Dương buộc phải bán bảo giáp với giá 25 đồng tiền cho nhà họ Hứa. Kiếm Kinh, báu vật thứ hai của Lưu Tiện Dương, lại là bí kíp luyện kiếm mà gia tộc của anh đã truyền lại qua nhiều thế hệ. Sau khi tu luyện Kiếm Kinh, kỹ năng kiếm thuật của Lưu Tiện Dương ngày càng tiến bộ. Trong thế giới tiên hiệp mà võ lực là tất cả, việc sở hữu một bí kíp kiếm thuật mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Lưu Tiện Dương. Ngay cả khi đối mặt với uy hiếp từ dã nhân bàn dân của núi Chính Dương, anh vẫn quyết không bán bí kíp này, dù phải chịu trọng thương. Điều đặc biệt nhất của Kiếm Kinh không chỉ nằm ở việc nâng cao kiếm thuật. Trong phần sau của câu chuyện, khi mà Lưu Tiện Dương đã tới cảnh giới Nguyên anh đã thông qua giấc mơ luyện kiếm và xuyên không về hàng vạn năm trước, nơi anh gặp gỡ các vị thần mạnh mẽ của thiên đình, bao gồm các thần đeo giáp và thần cầm kiếm. Việc tiếp xúc với những thần linh hùng mạnh như vậy đã chứng tỏ sự kỳ diệu của Kiếm Kinh. May mắn thay, vị thần cầm kiếm có tính tình hòa nhã đã ngăn cản thần đeo giáp thực hiện đòn chí mạng lên Lưu Tiện Dương. Tuy nhiên, anh vẫn bị trọng thương và từ cảnh giới Nguyên Anh rớt xuống Kim Đan. Hai báu vật này nghịch thiên đến mức ngay cả các cường giả cảnh giới thứ 15 cũng phải kinh ngạc. Trong tiểu thuyết, cường giả cảnh giới thứ 15 đứng trên đỉnh cao của tu luyện, với sự hiểu biết vượt trội về vạn vật thế gian. Việc hai báu vật của Lưu Tiện Dương khiến họ cảm thấy bất ngờ, cho thấy sự đặc biệt và phi thường của chúng. Hầu Tử Giáp có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, bảo vệ người sử dụng trong những thời điểm nguy cấp. Kiếm Kinh không chỉ giúp nâng cao kiếm thuật mà còn có khả năng xuyên không gian và thời gian, tạo cơ hội gặp gỡ những thần linh cổ đại. Nhờ vào hai báu vật này cùng với nỗ lực và cơ duyên của chính mình, Lưu Tiện Dương đã không ngừng tiến lên trên con đường tu luyện. Anh tu luyện theo con đường của học giả, đồng thời sử dụng Kiếm Kinh để luyện kiếm trong giấc mơ, nâng cao cảnh giới một cách nhanh chóng. Sau đó anh rời khỏi nhà họ Trần ở Vĩnh Âm và gia nhập môn phái Long Tuyền Kiếm Tông dưới sự dạy dỗ của sư phụ Nguyễn Cung. Trong một trận chiến hòa kiếm tại núi Chính Dương, Lưu Tiện Dương đã thể hiện kỹ năng kiếm thuật vượt trội, mang lại vinh dự cho bản thân và gia tộc. Trong đó, Kiếm Kinh đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của anh. Câu hỏi số 2 là phản diện lớn nhất trong giai đoạn đầu, sức mạnh của Ban Sơn Viên mạnh tới mức nào? Ban Sơn Viên chỉ là một trong những cường giả của núi Chính Dương, thực chất là một trong những quái thú cổ đại. Điều này giải thích vì sao hắn có sức mạnh đáng sợ như vậy. Khi đó, Lưu Tiện Dương gặp phải sự truy đuổi của Lưu Chính Thuần và nhóm tay chân của hắn ở một thị trấn nhỏ. Lưu Chính Thuần với thế lực hùng hậu của mình đã đánh đập Lưu Tiện Dương tàn nhẫn. Cùng với lúc đó, Ban Sơn Viên và phu nhân nhà họ Hứa từ Tiên gia đã đến Lưu gia. Hứa phu nhân biết được Lưu Tiện Dương đang sở hữu hai báu vật gia truyền, một là Kiếm Kinh hay là Hầu Tử Giáp. Do trấn nhỏ này bị phong ấn pháp thuật, Hứa phu nhân đã đề xuất hai bên giảm bớt cảnh giới và chiến đấu để quyết định quyền sở hữu hai báu vật. Ban Sơn Viên không hề ngu ngốc, sau khi châm chọc Hứa phu nhân, đề xuất giảm 3 cảnh giới để tham gia cùng phu nhân chơi một ván. Sau đó thì hai người bước vào trạng thái tu luyện và bắt đầu chiến đấu. Mục tiêu của Ban Sơn Viên chỉ là chiếc quạt trong tay của Hứa phu nhân, chỉ cần đoạt được chiếc quạt đó hắn sẽ được coi là chiến thắng. Trong cuộc chiến, sức mạnh của hai bên gần như ngang bằng, không phân thắng bại sau vài hiệp đấu, và sức mạnh của Hứa phu nhân thậm chí còn có xu hướng áp đảo. Thế nhưng sau khi bị Hứa phu nhân đá một cú, Ban Sơn Viên lập tức nổi cơn thịnh nộ, sử dụng sức mạnh mạnh mẽ tấn công Hứa phu nhân, tận dụng cơ hội đá văng chiếc quạt quý và sau đó tiếp tục tấn công Hứa phu nhân điên cuồng. Sau khi chiến thắng, Ban Sơn Viên không quan tâm đến Hầu Tử Giáp trong tay của Lưu Tiện Dương, thế nhưng mà hắn nhất định phải có Kiếm Kinh. Lưu Tiện Dương đương nhiên không dễ dàng giao báu vật gia truyền, dũng cảm đứng ra và tuyên bố nếu muốn Kiếm Kinh thì xem người có đủ thực lực hay không. Ban Sơn Viên thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Theo hắn, Lưu Tiện Dương chỉ là một con côn trùng không đáng để hắn phải nghiêm túc đối phó. Hắn hừ một tiếng rồi phung quyền đánh về phía Lưu Tiện Dương.
Lưu Tiến Dương chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ như sạt lở núi đổ đến, không thể chống cự nổi, tuyệt vọng nhắm mắt chờ cái chết đến gần. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng vàng lóe lên đã ngăn cản đòn tấn công của Ban Sơn Viên. Hóa ra chỉ là một chiếc lá vàng mà Trần Bình An đã tặng phát huy được tác dụng. Ban Sơn Viên gầm lên, tìm kiếm xung quanh để tìm ra kẻ đã âm thầm ra tay. Thế nhưng dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không thấy được bất kỳ dấu vết nào cả. Lưu Tiến Dương sống sót trong gang tấc và cảm thấy bối rối về nguồn gốc của Ban Sơn Viên. Lúc này một giọng nói xa nua vang lên bên tai của anh, cho biết Ban Sơn Viên không phải là một tu sĩ bình thường mà là một quái thai cổ đại. Điều này khiến Lưu Tiến Dương nhận ra rằng mình đã thực sự rước hoài tai họa. Những quái thú cổ đại có sức mạnh phá hủy trời đất, một tu sĩ nhỏ bé như anh làm sao có thể đối đầu với chúng? Thế nhưng việc đã đến bước này, hối hận cũng vô ích. Lưu Tiến Dương hít sâu một hơi, nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt sáng lên với quyết tâm, quyết định dũng cảm đối mặt với tất cả và bảo vệ những gì mình trân quý. Sự xuất hiện của Ban Sơn Viên không chỉ đẩy Lưu Tiến Dương vào một cuộc khủng hoảng lớn, mà còn làm cho độc giả cảm nhận được sự căng thẳng và phức tạp của cốt truyện. Sức mạnh khủng khiếp và danh tính bí ẩn của hắn đã tạo nên những gợi ý quan trọng cho sự phát triển tiếp theo của câu chuyện. Và lòng dũng cảm cũng như là sự kiên định mà Lưu Tiến Dương thể hiện trước kẻ thù mạnh mẽ khiến mọi người mong đợi tương lai của anh. Đồng thời sự kiện này cũng gây ra nhiều câu hỏi hơn về núi Chính Dương, các báu vật và mối quan hệ giữa các thế lực thúc đẩy câu chuyện tiếp tục phát triển. Câu hỏi số 3: Trần Bình An và Ninh Diêu có khoảng cách lớn như thế nào và khi nào thì họ mới có thể ở bên nhau? Đầu tiên chỉ là khoảng cách sức mạnh và tài năng. Ninh Diêu có nền tảng mạnh mẽ, cha mẹ cô đều là kiếm tiên hàng đầu ở trường thành kiếm khí. Điều này đã tạo ra một nền tảng tài năng cực kỳ cao của cô. Cô có khả năng lĩnh hội kiếm đạo rất là đặc biệt. Ngay từ khi còn trẻ đã vượt trội hơn các đồng lứa về thành tựu trong kiếm đạo, là một trong những kiếm tiên tiềm năng hiếm có trên tường thành kiếm khí. Cô còn sở hữu một trong bốn đại kiếm thần chính là Thiên Chân. Và trong quá trình tu luyện, ý nghĩ kiếm cổ đại sẽ dần tụ tập quanh cô, giúp cô nâng cao cảnh giới nhanh chóng và cuối cùng đạt tới cảnh giới tối cao. Ngược lại, điểm xuất phát của Trần Bình An thấp hơn nhiều. Vào thời kỳ đầu, Trần Bình An sống ở Ly Châu Động Thiên, gia cảnh nghèo khó, lo lắng về cơm áo gạo tiền, không có tài năng và bối cảnh nổi bật trong tu luyện. Con đường tu luyện của anh đầy gian khổ, là nhờ vào nỗ lực từng bước và vô số thử thách sinh tử mà anh dần nâng cao thực lực của chính mình. Tiếp tục chỉ là sự khác biệt về môi trường trưởng thành. Ninh Diêu lớn lên ở trường thành kiếm khí, nơi là trung tâm tụ tập của các kiếm tu, bầu không khí chiến đấu rất là đậm. Từ nhỏ cô đã tiếp xúc với những kiếm tu hàng đầu vào những trận chiến khốc liệt, hình thành nên tính cách kiên cường, quyết đoán với ý thức chiến đấu mạnh mẽ. Cô trải qua những cuộc chiến khốc liệt với thế giới hoang dã và trách nhiệm của các kiếm tu ở trên tường thành kiếm khí. Trong khi đó, Trần Bình An lớn lên ở một thị trấn nhỏ của Ly Châu Động Thiên, dù cũng trải qua nhiều khó khăn, thế nhưng thế giới anh tiếp xúc phức tạp và đa dạng hơn. Từ những quan hệ nhân tình trong thị trấn đến các sự việc và con người gặp phải trong hành trình giang hồ sau này, tính cách của anh thì nội tâm ổn định, chú trọng đến nhân tình thế thái và chuẩn mực đạo đức. Tuy nhiên những khác biệt này không ngăn cản họ đến với nhau, mà ngược lại trong quá trình cùng nhau, họ đã dần hòa hợp và bổ sung cho nhau. Họ gặp nhau ở Ly Châu Động Thiên khi mà Ninh Siêu bị thương và được Trần Bình An cứu giúp, sau đó cùng nhau chống lại Ban Sơn Viên trên núi Chính Dương và trong quá trình đó đã nảy sinh tình cảm. Với sự phong phú của trải nghiệm, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm. Ninh Diêu và Trần Bình An trở thành đạo lữ sau khi Trần Bình An hoàn thành một nửa trưởng thành kiếm khí, giữ vững vị trí trên thành. Ninh Diêu bay lên tới Ngũ Thải Thiên Hạ. Sau khi đến Ngũ Thải Thiên Hạ đã phá vỡ cảnh giới Nguyên Anh, lên đến cảnh giới cao hơn và nhìn thấy Trần Bình An qua một đường kiếm cắt trời. Sau đó hai người tổ chức đám cưới chính thức trở thành đạo lữ.